bao tai thì rất 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 là êm mềm. Này mình phải chạy một cái tour nào đó xa xa khoảng 200-300 cây thì mình mới có cái đánh giá chính xác được, tại vì mới lắp vô thì nào mình không êm, đi chạy đường xa mới biết thôi. Rồi hello anh em ha, thì hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề cái bộ bao tay trên xe mình đi. Thì anh em nhìn thấy đi, anh em nhìn nó thì có vẻ nó vẫn còn là rất là ok đúng không, nhưng mà thực chất nó đã chai hết rồi ha, hiện tại là nó rất cái chai cứng hết trơn rồi. Thì mình chạy, nếu mà mình không sử dụng bao tay á, mình chạy đường xa thì nó sẽ chai hết cái lòng bàn tay mình luôn, cứng lắm, gây đau tay mình cả hai bên luôn ha, bên này cũng vậy nữa, chai cứng hết rồi. Bên phải thì bên trái thì nó đỡ hơn nè. Thì mình cũng cặp này là cặp thứ ba mình sử dụng rồi, thì từ lúc mình gắn tới giờ là cũng hai cặp rồi. Thì định kỳ nó khoảng cỡ 2 năm mình thay nó một lần, chứ không phải đợi tới mà nó bị đốm 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 như anh em hoặc là nó hư hết mình mới thay. Rồi thì khi mà nó bị hư thì nó ảnh hưởng đến mình, cảm giác lái xe của mình ha. Thì bây giờ mình quyết định mình sẽ thay cho anh em nó, em nó một cái cặp bao tay mới. Thì mình sẽ sử dụng một cái mẫu bao tay của hãng khác ha. Rồi thì giới thiệu với anh em luôn, thì đây là bao tay của chiếc SH Mod ha. Rồi thì cái cặp bao tay này là mình vừa mới mua bên Honda luôn, tại hồi nãy bên vẫn đang đông quá mình không có móc cái máy ra mình quay cho các bạn xem được, thì mình về nhà mình mới quay lại review lại. Là hàng chính hãng của Honda Việt Nam ha. Cái này là nó sản xuất ở Vĩnh Phúc nè, là hàng made in Việt Nam luôn. Rồi, hàng chính hãng. Thì chất lượng thì ok rồi. Tại vì cái bao tay này mình có cảm giác nó rất là mềm, êm lắm. Một số bạn của mình đang sử dụng thì cho mình cái cảm nhận rất là ok. Thì mình hôm nay mình mua mình trải nghiệm thử thôi, rồi mình sẽ gắn lên xe mình chạy một thời gian rồi mình sẽ cho anh em cái bài đánh giá về cái bộ bao tay này ha. Thì hiện tại mình chỉ lắp vô thôi, nhưng mình sau mình sẽ review sau. Thì bây giờ mình review nó thôi. Thì lúc nào cũng vậy hết á, các bạn mua một cặp bao tay từ bất kỳ cái hãng sản xuất nào á thì nó sẽ có hai cái bên phải và bên trái. Cái bên phải lúc nào nó cũng có đi kèm ống ga hết nè. Thì hiện tại là chiếc AB 125 là mới nhất á, thì nó sử dụng là tới 2 dây ga ha. Một cái dây ga thì sẽ 2000 years later. Rồi mình tiếp tục ha, tại nãy có người ta đi ngang á. Do đặc điểm cái nhà trọ mình cái đường dắt xe vô ga nó hơi bị nhỏ á, nên mình rất là khó để mình khi người ta đi vô ga thì mình không đậu xe ở ngoài được, phải dắt xe vào phòng. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái cặp bao tay đi. À hồi nãy mình đang nói về cái chỗ ống ga phải không? Thì do là nó hai ống dây ga thì mình xin lỗi, do chiếc xe này á, là thì nó sử dụng phun xăng điện tử thì nó mở cho cái van mà xăng gió nó điều chỉnh thôi, chứ không phải là nó mở đóng mở chỗ bộ chiếc quạt khí ha. Thì dây còn lại nó giúp làm cho nó an toàn hơn, khi mà cái tay ga mình có bị kẹt á thì cái dây nó sẽ trợ lực nó kéo ngược lại. Thì đặc điểm tiêu chuẩn sản xuất xe thì gần đây thì yêu cầu bắt phải có cụm dây á ha. Rồi bao tay này nhìn nó hình như là có lẽ nó đang xài chung với cái mẫu mà Honda E-Black đời 125 mẫu mới đó các bạn, cái mẫu mà có thể sử dụng hệ thống chiếu sáng bằng đèn led đó. Thì hình như là chắc nó cùng một mẫu á, nhưng mà do Honda nó về rồi nó phân loại phụ tùng thì tùy vào xe thì giá thành nó sẽ chênh lệch nhau, thì nên mình cũng không có biết là chính xác không. Rồi cảm giác thì khi mình có cảm giác khi mà mình cầm như nè, thì nó sẽ cái ống ga nó sẽ bự hơn, lớn hơn so với cái cặp bao tay 211 của mình á, nhưng mà được lại cái nó cho mình cái cảm giác mềm hơn. Rồi còn bên này thì cái tay bên trái thôi.
Khi bạn cầm cái bên trái này á, thì các bạn sẽ cảm nhận được rõ nhất là cái xương mềm, tại vì bên này nó sẽ bị cấn lại cái phần ống ga nè. Rồi. Rồi các bạn có mua thì ra trực tiếp các cửa hàng đại lý 3S, 5S của Honda trên toàn quốc ha. Chứ đây là được cái sản phẩm chính hãng ha. Rồi thì bây giờ mình cũng giới thiệu xong cặp nè, mình sẽ tiến hành lắp ha. Rồi thì để mình có thể thay thế được cái bao tài này á, đối với ống ga, bên cái cục ống ga đầu tiên các bạn mở cho mình con ốc này ha. Rồi sau mình lấy cái gù ra đối với xe của mình ha. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình mở cái cụm GX của mình nè. Mình sẽ mở hai ốc dưới để mình dỡ cái nắp ra, xong đó mình sẽ lấy cái phần bao tay cũ ra. Rồi mình để xe mình có thể sử dụng được lại cái ống ga theo xe của ở thắc mod không? Nếu mà được thì mình sử dụng luôn, còn không mình phải sử dụng lại cái ống ga cũ của CS mình. Rồi đối với cái tay bên trái này thì rất là đơn giản, mình chỉ cần mở ốc này ra thôi. Mình tháo cái gù này ra. Tuột cái này ra mình gắn vào thôi. Rất đơn giản ha. Thì cái quy trình gắn thì đơn giản như mình đã giới thiệu với anh em rồi, thì anh em có thể tự gắn ha. Bây giờ mình chỉ tiến hành thực hiện thôi, xong rồi mình sẽ giới thiệu lại cho anh em ha. Rồi mình định không quay đâu, nhưng mà ở đây có góc quay đẹp quá, mình quay cho anh em xem luôn. Rồi mình dùng cái vít ba kè mở ốc kia trước ha. Tại vì con ốc này nó của cái gù Antila đó, thì hôm bữa mình giới thiệu với anh em rồi đó, thì nó rất là dài. Thứ nhất là nó vừa cứng cho con ốc, cho cái gù nè. Thứ hai nó làm đối trọng luôn nên nó rất là dài, thì mình mở mất thời gian xíu thì mình tháo cái gù ra. Rồi mình dùng lực mình tụt cái bao tay ra ha. Rồi anh em lưu ý nè, tại vì á khi mà cái lúc trước á thì mình có gắn trong hãng, thì để dễ cho cái việc mà gọi là sao, gọi là nong cái bao tay vào á, thì họ có chét vào lớp mỡ bò á, thì mình lưu ý mình phải làm sạch cái phần này ha, để cho nó rất là bẩn. Cái gù nè, nó bẩn lắm nè. Mình phải vệ sinh nó lại. Rồi thì sau khi mình vệ sinh thì mình sẽ nong nó vào ha. Rất dễ các bạn. Easy. Ok, rồi mình gắn gì là đẹp trai rồi. Rồi mình gắn cục đối trọng vô. Rồi. Rồi mình hoàn thành cái quá trình gắn bên tay trái ha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua gắn bên tay phải lại.
Rồi hồi nãy mình đang quay quá trình lắp bên tay trái xong thì đến tay phải thì đang quay nửa chừng thì nó hết pin. Thì mình ngưng. Không phải hết pin mà xin lỗi, nó đầy bộ nhớ á. Máy mình bộ nhớ 16GB à. Nên rất là nhanh đầy luôn. Thì sau khi mình lắp hoàn thiện thì mình mới review lại cho anh em xem ha. Đây. Rất là liền ha các bạn. Độ hở của gù là vừa đẹp luôn. Bao tay thì rất là êm mềm. Này mình phải chạy một cái tour nào đó xa khoảng 200-300 cây thì mình mới có cái đánh giá chính xác được, tại vì mới lắp vô thì nào mình không êm, đi chạy đường xa mới biết thôi. Người ta nói gì đi đường xa mới biết ngựa nào tốt đó. Đây là bên tay phải. Tay phải thì các bạn lưu ý ha, do cái chiếc SH Mod á thì nó có một cái cụm gọi là cái cụm ống ga riêng, thì nó sẽ gắn cái cụm ống ga đó vào trong cái phần cái cụm công tắc nè, thì nó sử dụng cái loại cái ống ga này. Thì khi mà mình dặn cái ga lên á thì nó sẽ có cái bộ phận nó cản lại ở đây rồi. Còn do cái cụm công tắc này á, là cụm GX, với một cái nữa là do mình bật ống ga của CS Jean á, thì mình không có gắn được cái cụm này. Khi gắn thì nó vẫn kéo ra được, nhưng mà nó không có cái đầu chặn lại, thì nó có thể nhúc nhích gì nè, là nó có cái độ gơ của cái ống ga. Còn này là khi mình sử dụng cái ống zin thì nó không có bị cái tình trạng đó. Rồi thì vậy nên mình phải bắt buộc mình tháo cái bao tay ra. Thì tháo bao tay các bạn nông cái bao tay ra, bạn kéo ra thôi. Nó độ mới mà, rất là nhẹ. Rồi thì là cái bên tay phải sau khi mình lắp vào ha, thì ga rất là nhẹ ha. Sao các bạn nghe tiếng không? Tiếng bực bực không ra vậy, rất là êm, chạy mềm. Nói chung là hiện tại thì rất là ok đó. Còn để thời gian tới thì mình sẽ có review chính xác về nó ha. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái vlog của mình. Thấy hay đừng quên nhấn like, share và bấm đăng ký để ủng hộ cái channel của mình ha. Rồi nhớ để lại cái ý kiến của các bạn, cái cảm nhận của các bạn thông qua cái comment á. Rồi gắn vào thì nó y như zin nha các bạn, y như zin. Rồi mình xin cảm ơn.